Mở đầu video hôm nay thì mình xin gửi lời chào đến quý cô chú anh chị các bạn. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Chừng mấy bạn em? Tại bé trong ngày luôn ha. Bé non đúng rồi. Cái này nó phá à. Mấy cái bè già quá mình ăn không ngon. Nó hơi cứng. Rồi. Ba bè đủ rồi. Chào. Ừ, ơi quá rồi. Con uống gì vậy? Hả? Đá. Đá. Cà phê. Quá chừng quậy luôn rồi. Về nha. Về không về nha con? Không. Nè không về nha. No. No. Đang mê. Không chết. Ai da da. Trời ơi, bà chết quýnh luôn vậy đó hả? Trời ơi. No à. Quýnh cái đít đã thiệt luôn á. Bà nhân chuồng làm sao? No. Chuối. Sau khi hái bạc hà thì mình sẽ tiếp tục hái lá cách. Lá cách này ra non nè. Để vô hồi nấu canh ớt ăn. Sáng hôm tư cho chị ba con gà kho gừng đang đem về thành phố nè. Kho sẵn đem về chén nấu nồi cơm ăn. Sáng nó làm nó thích nào làm đâu. Thế hả? Gà vườn của anh Tư nuôi. Ơi, chị lấy nước màu không? Rồi lỡ bỏ thêm. Rồi đúng rồi. Rồi đây đây. Cái muỗng kìa. Cái muỗng dẹp cái muỗng luôn, dẹp dẹp đâu. Biết cái cà dẹp đó lại dẹp phải không? Cắt muỗng chấm dẹp. Nó ăn hột hướng dương hay lắm. Có sườn, nay nướng sườn. Sườn với gà. Cái này để cho chừa miếng họ để quét lên gà. Gốc hành, hành gốc hành lá với lại củ hành với tỏi đâm lên. Dặn tí xíu bột ngọt. Nãy em bỏ sữa đặc với nước mắm vô rồi. Ép sữa đặc thì ít đường rồi. Miếng đường. Nãy có miếng dầu hào nè, miếng nước mắm, miếng sữa với miếng bột ngọt, miếng đường, miếng ngũ vị hương cho nó thơm. Ớt này có miếng ngũ vị hương ít thôi, nhiều quá nó nặng mùi ngon mà ít đó, nó thơm mùi đó, ngon. Ít quá thơm mùi ít. Mùi nhẹ. Tép này mình rang khô để hồi trộn gỏi. Mấy trái đu đủ quá, hình như là nó đậu rồi nè, trái bự bự rồi. Cái cây này là nó tự lên cho nên là không biết nó ăn ngon hay là không đây. Sáu quậy, thả sáu rồi sáu quậy.
cắt cho nó ngọt. Món này mấy đứa nhỏ không biết ăn. Món này mấy đứa nhỏ không biết ăn. Tối thơ của mình. Bé Hương ăn được á. Bé Hương với Thi ăn hết được. Để nó ăn được không? Nó có đồ nướng rồi, nó có gà, có sườn nướng rồi. Nay chơi tông hồng nha. Nắm tay đi dẫn đi. Đó, chết cha gạo rồi xong luôn. Rất là teo. Teo teo. Bạc Hà này mình cắt ra miếng nhỏ nhỏ xong rồi xả nước muối cỡ 2-3 nước để cho nó hết có bị ngứa gì đâu. Hết bị tăng tăng. Hết chín rồi bỏ lá cách vô. Hết chín rồi bỏ lá cách vô nồi nha. Nó cắt cắt nhỏ nhỏ ra bỏ vô. Đi miếng muối, miếng nước mắm, miếng bột ngọt đấy rồi. Đi về. Rồi xong nồi canh nha. Cái món sườn với món gà mình nướng nướng bếp điện. Ngày má làm nước mắm chay à? Mắm chay. Mắm chay bằng muối hay là bằng? Có chay mắm chay kìa. À, là có chay nước mắm chay. Ừ. Làm giống như nước mắm bặn mà mình bỏ nước mắm chay thôi. Mắm chay chứ không phải nước mắm ca. Chứ không phải nước mắm đựng trong chay, đựng trong. Nước mắm chay. Ở chỗ này mù quá chiên được không vậy? Chiên thì cũng được. Chiên chuối chiên hả? Ờ, sợ nó bị xì. Nó cơm mặt. Cải hồi chiên ngấp miếng gì ba chứ có ăn đi. Đây là đùi gà nướng cho mấy bé ăn. Vét chút sốt lên. Cái nước sốt này thì tùm lum tá lả này có nó gì trong à, miếng đường, ngũ vị hương, bột ngọt, nước mắm, dầu hào, hành, tỏi. Gà này nãy nướng tươi đúng không? Nướng tươi. Cái nước này nãy ướp vô trong cái thịt đó. Còn gà thì nướng tươi, bây giờ mới quét. Quét xong rồi đưa vô lò nướng tiếp. Này hết không có bỏ dầu điều cho nên gà nó không có được đỏ. Ăn mấy cái quét lên em biết em. Mở tới tủ lạnh đó. Ngoài cái cửa tủ có cái hũ mật ong á. Giờ nếu mà quét mật ong là khoảng chừng 5 phút mình lấy ra. Thôi nó bị cháy khét. Gà này nó chín rồi. Sau hơn 5 phút, 10 phút luôn, cho nên nó bị gám một chút. Nãy giờ quên, hơn 5 phút mà quên. Cũng được, xuống xét,
7.000 một ghế bánh dừa. Chị Tư mới đi chợ mua hộp vịt lộn nè. Này dưa nước có mấy trứng à? Mua chôm chôm nè, mua bánh dừa nè. Trong xanh này đậu hả? Ừ, có hai cái đậu à. Trời ơi, ăn cái này chắc. Thôi hai người ăn cái gì mà chịu hả? Cái gì nè, bá lửa trời. Lụt đi Tư, không có sẵn cái túi kìa. Chị Tư mua hộp vịt về cho nên giờ phải ngang đậu phộng. Chị ăn với đậu phộng đúng không? Chị ăn me là phải có đậu phộng. Còn trứng đây trứng gì? Trứng giữa. Trứng đây có mấy trứng giữa hả? Mình luộc trứng mình sẽ không đậy nắp. Mình đậy nắp thì nó sẽ bể trứng ra hết. Rồi chi nghe. Cầu không cái ghét đây. Chắc sườn chín là đây bé. Sườn. Con có mẹ giống chỗ này. Ngon hồi làm dễ nha. Ê, kêu thắng thắng về hú thắng lên ăn cơm thịt nướng nè. Chén nước mắm này để trộn gỏi phải không? Rồi giờ trộn gỏi là cái nước mắm mình làm chua ngọt. Mình làm sẵn rồi á. Cái này hâm sẵn hâm gà à. Giờ chế vô trộn lên thôi à. Muốn ăn chua. Dạ. Muốn ăn chua thì thêm một miếng tắc vô nữa. Bỏ 1 tí vô găm. Mà chuyện hồi ăn vịt lộn. Tới giờ cơm rồi, mời quý chú chị các bạn thưởng thức bữa cơm cùng gia đình nha. Wow, cái đùi gà cơm luôn nè đẹp ơi. Vợ em chỉ có mẹ già không khâu. À mẹ mai cho. Rồi sao áo anh sức chỉ đã lâu. Sao nữa? Gắn đi, gắn đi, gắn đi, tự đi rồi mày gắn. Gắn đi. Cắp ăn nè con. Kêu mấy cái gì? Đùi à. Kêu hết rồi ba ơi. Mẹ con bắt thời gian để cho ngoại dâu. Thôi, tao còn đâu mấy cái vàng thôi, hồi cho mình về chợ. Đâu luôn cái xe bị sạch luôn. Chạy xuống hết rồi. Chạy xuống hết rồi. Cái gì cũng nhớ cái cháu. Rồi, cái gì cũng nhớ cháu ngoại Vĩnh Long qua xe bộ. Có vậy. Cái này chấm nước mắm. Chị ba sao? Mà cái nhà ba ăn cơm chút, đi. Chị ba ăn chút về. Giỏi ngon, ăn bên này. Mẹ gấp mẹ đừng ăn tép. Nóng quá. Nó thấy gì có chất bổ. Đó để được không? Gấp Vũ ra. Để được không vậy? Gấp Vũ không? Hả? Chứ hùng cũng về. Không muốn về chơi. Công chuyện làm. Cái khói là rảnh mới về. Rồi rảnh không á? Nè hai chị em người cầm cái đùi hay nha. Thêm đứa kia nữa. Ba đứa luôn. Bốn đứa luôn nè. Con nữa, đứa nữa không?
chưa hâm mà. Ngon. Chị chấm rau luộc vô coi nó ngon nhất nè. Còn bịch cà nhỏ bữa hổm đâu không? Nó chấm mà. Chấm mấy cả. Để chấm với thưa. Thấy ở ngoài này có cà. Mà có cà sao nó mua hoài. Mới chịu rồi lấy ra. Cà rồi giờ trong tủ lạnh đó con không mua. Má ăn thịt thường vậy? Không. Bây giờ suy nghĩ ra món là tới Tết về. Con suy nghĩ đây. Mình tét. Mực. Suy nghĩ là rồi lên danh sách nhanh vô danh sách luôn đi. Ngày Tết tự về làm nha chứ lúc đó chín mất nghĩ con nhỏ rồi không có làm. Đầu bếp nó thành đầu bếp chuyên nghiệp hết luôn. Tết này chín mày có con nhỏ rồi. Có em bé rồi. Mấy đứa phải làm lại đãi gì chín. Em bé. Có quyền giữ. Ừ, thì bé quyền giữ rồi. Giữ em chứ giữ gì con. Chị hai em mắc một cái đồ mấy quyền chúng nhắc luôn. Tết năm sau mới biết kiều, năm này là không chịu biết kiều. Ăn trứng lộn gan me, ăn trứng lộn gan me được nữa không mấy đứa? Được. Ăn đi rồi ăn trứng lộn cho lộn rồi đói tiếp. Tí chuẩn chín rồi chuẩn bị mọi gì đó chưa? Bánh dừa của chị đó. Ở đâu hả? Ớt nhỏ kìa. Ớt nó khâu quá. Ớt nhỏ thì nó đồng hả? Con nhỏ. Nó lớn lớn rồi. Rồi đủ mắm ngon rồi. Để gói rồi. Giờ ăn cơm vừa xong giờ chiên chú chiên nữa tại có nãy chuối nó mùi quá. Bột nhiều chỉ có nhúng hai lần thôi chứ đâu có cách nào mà bột nhiều. Lấy trứng lộn ra. Lấy trứng lộn ra gan me. Mặn nào? Hai cái luôn hả? Xong gọt lên cái cho mặn nó. Cái một cái xài đã được. Một cái luôn. Để ngay chính giữa nhà thì ủa, gắn một cái rồi còn một cái á làm dưa nát vậy. Đây. Ai mua bánh kia, bánh chuối kia. Trái. Hay làm như kem vậy. Trái. Ăn đi nè, ăn chuối ăn đi. Nhiều miếng nhiều bột ăn. Còn nóng mà giòn vừa mềm mà vừa giòn mới nè. Ăn đi hạnh. Không. Chiên không ăn trời. Làm đám ăn hả? Chiên cho chị ăn thôi, em không ăn đâu. Thấy gì ạ? Ăn không? Ngồi đây. Chị ăn đi. Ăn mãi trái rồi đó. Chị ba gần về rồi cho nên làm lại món này ăn kịp giờ. Món thịt sò me có rau muống không? Sao không? Sò me không. Ăn với rau găm. Ăn trứng nó vui. Cái gì? Ăn con trứng vậy. Vậy ăn trứng chừa bụng ăn khác. Ăn những trứng. Ăn đi. Ba ăn gì gỏi hả? Gỏi bông minh điển. Bà Hà. Ăn xong ăn miếng thơm cho dịu xuống. Không ăn trứng gan me hả? Này là trứng này là ăn kìa.
Vinh nói đòi đi xuống gì đó, miếng cơm, cơm chứ không phải xuống năm hả? Nó nói lượm đi mẹ. Đi quên cơm xong rồi chắc nó đi xuống kia. Vậy là chắc nó vừa sao kia quá chị ăn luôn, ăn tới tấp luôn. Ăn mà giờ đồ ăn còn trên bàn nè, bánh trái, vịt gì quá trời luôn. Trái cây, ăn ngoại thì ngủ rồi. Món mì tắm mà. Hồi lấy cái người kè cái bánh dừa bỏ túi đi dọc đường nó bụng lột ra, ăn uống nước vô, no. Hồi lấy bánh đi nghe chị ba. Ăn đi chị ba. Rồi nó bào ra, bào ra nó ngon. Dạ quá. Chắc quá. Cái rau muống tươi xanh lại đây mát. Mình xuống chị. Em cũng ăn trứng lửa, trứng giữa. Nó lộn con nữa chứ bạn. Ừ. Cân dày nhân nó phái nè. Ở trên thì ăn một lượt 5 trứng á. Chị hả? Ừ. Rồi thôi giờ không dám ăn. Không phải không dám ăn, mà ăn tùm lum chứ sao ăn nổi. Ở chợ nó có một thứ nào. Đây quá trời luôn, mỗi cái chút chút vô là đâu. Chôm được, còn ăn chôm chôm được mà. Tùm lum chân ngán ở chợ nó không có phải nhiều giống vậy. Ăn mình trứng không á, mới ăn được năm trứng. Đúng rồi. Bạn ăn cái trứng lộn, cái trứng giữa. Ăn đi hạnh. Ăn đi. Bánh nè, bánh nè, chú chiên nè, không ăn đi. Ăn đi. Chị Tư. Chị Tư. Chị Tư dẹp quá vậy. Ăn có 2 ngày bận quần chật luôn kìa. Trời, tăng 2 tao lên hơn 1 kg luôn Vinh. Ôi dồi. Vậy? Ừ. Về lên 2 hết hộp. Có lấy gì cho thằng Thắng, miếng gì miếng không? Mày uống cà phê ấy chưa? Chị ba mà về đây mà nhìn gì. Cái kèo thẹo miếng. Con về đây con phải khỏi. Con bạc trên đó con. Không được rồi, không được rồi. Uống thử cà phê này coi, cà phê gì đó. Để mẹ á, giờ để mẹ xèo đi. Phải muối. Phao muối trà. Ừ, muối đá trà. Thôi thôi. Quá đá trà cái gửi rồi. Cho mình cá dặn cá. Chị tao mới cờ múc mấy cà phê này nè. Em lấy muỗng em. Gặp nhau đây rồi chia tay. Có bạn có bè hả mình chuyện nãy giờ không quen nó nèo kìa hiền hậu nèo cũng ba giờ gửi không vậy rồi bạn rồi nó chê gì đó thì quay cũng tới ba gửi luôn giờ này chứ gì nữa 3:20 rồi 24 giờ luôn anh nhỏ này kia gì mày thấy cái vô không con tập chân bắp chân mất chân nha hai đứa bay lộn xuống ba rưỡi rồi đó chị bay mới này ba rưỡi rồi hả gió hơi thiêu trời trời chị nghỉ mát nè ba lên xe dọn lên 1, 2, 3 anh để bỏ nhà anh đi giảm được cũng hiểu được rồi cái gì nhà nhớ hết đi không mua nữa không chết chưa điện thoại đâu sạc rồi chưa như chạy đó mà còn để vô phong xiết chị nhỏ nhỏ biết sao mà kêu cái hũ này hũ gì vậy? Dạ. Dạ. Con gà của nó tự cho đó. Đó. Cho con gà đó. Con xả ấy con gừng đem về ăn. Sao gà mấy con hai con hả? Chỉ mưa con à. Thấy hai mẹ. Đâu phải mẹ. Em thấy hai mẹ. Cái ghen á. Ghen hả? Ừ, con gà này con kiếp. Một con gà mấy cái mẹ. Có mưa không? Quá trời gió bị vậy. Áo mưa bỏ mày có bị mày á. Có 2 ngày đó mà hai bộ đồ cái bích xe luôn rồi. Cái bộ vô tối luôn ngày lấy thêm cho bà có chồng nha thằng ơi. Bỏ cái gì mà sửa lon như ta le nữa vậy. Về ở một tháng đâu mà ba lô bị. Ba là lon đâu. Tại bữa mấy áo chưa sửa lon đâu. Thay thảy vô cốc xe kìa. Trứng nè để vô cốc xe nè. Sắp nữa hả? Đúng rồi. Lâm. Cái gì đó? Ai ơi, con đã nhét vô kìa. Nhét nó đè. Chơi gọn đi. Uống trà sữa. Bây giờ nó có để vô cốc sữa. Sữa, tiền uống trà sữa. Bỏ cốc xe thì dễ nổ. Trời nãy bỏ vô cái bình đồ. Sao? Bạn nói vậy sao?
Ủa lộn sao? Dạ. Quay lại. Dạ, em nói chơi á. Lấy bọc đi. Cái bọc á, cái cọng dây đi lông á, buộc cái này lại nè, có không? Có gì vậy? Có mẹ có xe gì á. Máy ở đây. Cái này lấy gì á? Chuối. Chuối sống hả? Cột đây nè, mày đóng đi năm. Sống không không giật à. Chuối với cái gì vậy? Ủa xe này đúng không? Cắt chứ không có gì đâu. Nó cắt. Nó cắt á. Phải kéo lên. Nó nóng còn. Đi đường xa nắng muốn gần kéo. Nó ở đâu? Mẹ áo rồi con, có cái nón. Đứa nào chở mẹ con? Con đi với mẹ. Rồi chị ba về rồi, xin hẹn gặp lại với cô chú anh chị các bạn vào video sau nha. Bye bye. Ai đi thành phố chở người kiếm 200. Có quyền không? Có chạy mình hả? Cái gì chở mẹ hả? Dạ. Chở mẹ, đổi ra đổi sẵn mình à. Không, ngoại, bà ngoại về. Không, ngoại, bà ngoại về. Chạy à. Chạy đứa trước đứa sau á, đừng có chạy ngang ngang chứ không. Chỗ dạ, nào á, chở kìa. Không rồi. Rồi nữa hả? Mày. Giờ chứ nó chạy gì mà nó bị phù điên. Tết đâu có phải trở về Tết vậy. Cái nó sẽ về. Dạ, nó về. Nó chín là năm về. Nãy giờ mình đi ra vườn bọc trái ổi, bọc mấy trái ổi nè, phát hiện cái cây bụi này như là bụi nghệ. Ủa, bữa nay nó cứ ra cái bông đẹp quá, lần đầu tiên mình thấy cái bông luôn á. Mà để cho chắc là phải bụi nghệ không, mình đào thử lên coi. Chứ mình cũng không chắc. Nghệ hay là ba cái cây ngải bún ngải cá gì. Chắc phải hy sinh một tép quá. Cái này giống ngải bún quá. Sau khi đào nãy giờ thì xác định không phải là cây nghệ. Đây có thể là cây ngải bún, dùng để nấu bún cá. Và lá nó cũng giống như cây nghệ. Ồ, cây nghệ đằng kia cái lá nó cao hơn. Đằng đây cái lá nó thấy nó nhỏ nhỏ không à.